Xin chào các bạn, xin chào các bạn đến với kênh Trồng Hương của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ thắc mắc của nhiều anh em, cũng như là có những anh em là nhắn tin cũng như là điện thoại cho mình kêu mình chia sẻ về cái chuồng hương, cái chuồng trồng hương nuôi chồng á, mà cái đáy bằng nhựa thì nó có những ưu điểm khuyết điểm gì đó, những cái nhược điểm gì đó, rồi ai sẽ phù hợp. Thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi, nhưng mà lúc đấy thì chỉ sử dụng mới có một thời gian ngắn thôi đó. Thì anh em mới kêu mình làm một cái video chia sẻ sau một thời gian sử dụng dài về cái chuồng trồng hương đáy nhựa đó. Thì mình cần lưu ý những cái gì để anh em biết được mà anh em có thể làm hay không, có phù hợp với chạy của từng anh em hay không. Tại vì mỗi cái loại mà vật liệu làm chuồng trồng hương thì không phải vật liệu nào nó cũng phù hợp cho tất cả các chạy, mà nó sẽ phù hợp theo từng chạy khác nhau. Tại vì có nhiều anh em nuôi chồn á, thì một tuần mới vệ sinh một lần hoặc là tắm chồn một lần. Còn riêng chạy của mình á, thì mỗi ngày đều vệ sinh cũng như là tắm chồn, thì cái cách thức chăn nuôi nó đã khác rồi. Thì nó sẽ đánh giá cái tình hình cái vật liệu nuôi nào có phù hợp hay không đó. Thì hôm nay mình cũng xin làm video đó, mình chia sẻ luôn là chia sẻ hai loại chuồng luôn, đó là sàn inox cũng như là sàn nhựa. Nó bây giờ thì mình nói về sàn inox trước đi. Đó, thì sàn inox thì ưu điểm là sạch, đẹp, bóng đẹp cũng như là không sét. Đó. Ưu điểm, khuyết điểm thì chồn đi phân vẫn dính trong chuồng. Đó, thì đối với những con chồn mà cái đẻ thì nó đi phân rất là to. Thì phân rất là to thì nó sẽ dính phân nằm trên chuồng nè. Và con cái nó đẻ nuôi con ít vận động, nó chỉ cho con bú đi ăn, đi ra cho bú rồi đi vô, ít vận động thì phân nó sẽ nằm y thinh trên chuồng luôn, nó không rớt. Còn đối với những con chuồng và chồng những con chồng tơ, chồng bầu rồi nè, nó thì khi nó đi phân á, thì con chồng nó tối nó vận động nó đi thì nó rớt cũng như hầu như là khoảng 95%. Thì có những cái loại phân là những cái có một số vẫn dính lại, nhưng không phải dính ha, không phải rớt hết, cũng không phải là dính hết, thì nó rớt khoảng 95% đó. Và một cái khuyết điểm của nó nữa thì con chồng nó đi á, thì mình thấy cái chân nó đỏ đỏ đó, cũng như là nó lọt kẽ chân, thấy da nó hơi mỏng đó. Thì cái đó là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, thì mình thấy da chân chồn mà nó mỏng quá thì cũng dở. Tại vì nó mà đi mỏng da chân thì nó dễ chày, mà nếu như chuồng chạy không vệ sinh thì nó nhiều vi khuẩn virus, thì nó sẽ gây các loại bệnh này nọ, viêm nhiễm đó. Thì theo là cá nhân của mình thôi đó, mình thấy vậy. Đó, thì chung quy lại thì cái đáy chuồng inox thì xài cũng rất là ok, nó rất là tốt. Đó, thì cái đáy chuồng này thì nó phù hợp cho anh em á, là nên vệ sinh mỗi ngày. Đó, nếu như anh em không rửa đáy chuồng thì anh em phải mua trang bị một cái cây gắp như vậy, để nếu sáng anh em đi anh em có thể gắp phân ra, hoặc là lấy cây anh em chọt cho nó rớt. Đó, chứ anh em để ấp lẫm chỏng thì nó rất là dơ nó hôi. Đặc biệt là con chồn cái đẻ thì khi nó nuôi con á, nó đi phân rất là, nó đi phân có mùi, chứ nó không phải như những con chồn hương cái tơ hay cái con. Đó, thì mình nên vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đó, và cái đáy chuồng này á, tuy mình thấy trắng vậy nè, nhưng mà sau qua một đêm á, một ngày đêm á, thì như sáng hôm nay mình vệ sinh, sáng ngày mai mình vệ sinh, mình phun rửa cái đáy chuồng thì nó vẫn nhiễu nước rất là đen. Phải nói là đen thui luôn á. Đó, thì cho nên ở trại mình nuôi thì mình luôn vệ sinh mỗi ngày, đó là rửa đáy chuồng, kể cả chuồng hương mẹ đang nuôi con thì mình vẫn phun rửa đáy chuồng, mình chỉ không xịt vào ổ nó thôi, nhưng mà mình xịt phía trước, mình xịt phía trước này, ổ nó trong mình xịt phía trước để mình rửa cái đáy chuồng cho nó sạch sẽ. Đó, thì đây đó, thì đây là những con chồng hương con, chồng hương con mà mình đã tách mẹ, mình tách mẹ ra mình đập ăn đó. Thì đó, thì nó cũng mình cũng nuôi trên chuồng đáy inox này. Còn những con mẹ thì mình đem vô chuồng trong chờ lên giống phối
Thì ở đây thì trộn hương con thì thường đá inox này thì nó đi rất là sạch đó. Và mình quên nhắc nữa, một cái ưu điểm rất to lớn của cái đá inox này là nó ăn hạn chế rớt thức ăn đó. Đó, đặc biệt là khi anh em nuôi từ hai con ba con chung nhau lúc còn nhỏ đó, nếu như mà cái đáy mà lỗ bự rớt phân tốt á thì nó sẽ rất là dễ rớt thức ăn đó, nó sẽ rất là dễ bị rớt thức ăn xuống, nó dành lộn nó rớt thức ăn, hoặc là nó ăn không khéo nó cũng rớt thức ăn. Còn cái đáy này là tuyệt đối không rớt thức ăn. Một cái thứ hai, một cái lợi nữa là chồn con không có đút đuôi qua chuồng kế bên nó được, tại vì lỗ nó nhỏ đó. Và một cái ưu điểm rất là to lớn nữa đó là con chồn mẹ nó khi mà nó sinh á, lỡ mà mình quên để ổ đẻ hoặc là nó sinh rớt bên ngoài á, thì nó sẽ không bị rớt con ra khỏi chuồng, tại vì cái đáy nó cái lỗ nó nhỏ đó, là nó con nó đẻ ra là không 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 lọt đó. Đó, thì ở đây mình đôi khi mình cũng quên để ổ đẻ, tại vì khi mà mình phối nó gộ mà nhiều con rồi đó, tới chừng đẻ mình quên để ổ đó, rồi nó cũng có đẻ ở ngoài đó. Khi đẻ xong ở ngoài á, thì mình để cái ổ vào rồi nó tha con nó vào hoặc là mình gắp vào đó, cái đó tùy thôi đó. Thì đây mình đợt này mình cũng bị dướng hai ổ là quên để ổ đẻ, xong rồi nó đẻ rồi mình mới bỏ ổ vào đó. Đi tiếp tục đó, tiếp tục đây là những con baby con đó. Rất là đẹp nha đó. Sáng sủa sạch sẽ, tại vì những con baby con này là mình đã tắm rồi, mình tắm nó mấy nhiều ngày rồi đó, mình tập ăn là mình tắm luôn cho nó sạch sẽ đó, cho sạch sẽ đẹp đẽ đó. Rồi cái video về chuồng chồn hương mà đáy inox thì giờ mình qua chuồng chồn hương đáy nhựa nè. Đây đó, đây thì đây một ổ này cũng gần tách rồi nè. Thì con mẹ nó ra ngoài nằm, trời nóng nực ra ngoài nằm, con nó cũng ra ngoài nằm luôn đó. Bốn mẹ con nó ra ngoài nằm đó. Thấy không? Rất là đẹp đó. Mẹ nhìn rất là khôn ha, nó nằm cho con bú đó. Thì đây cái chuồng chuồng hương đáy nhựa này thì nó có những ưu điểm gì đó, thì ưu điểm đầu tiên là nó sạch, nó đẹp đẽ. Ưu điểm tiên là nè, đầu tiên là thứ nhất là ăn hạn chế rất rất ăn. Cái thứ hai là để nuôi sinh sản thì rất ok đó. Cái thứ ba là con chồn hương á, nó đi cái chân nó rất là đẹp, nó dở cái bàn chân nó lên, nó không có bị chày chụa hay là mỏng da, tại vì nó đi rất là im đó. Cái đáy nhựa đi rất là im, nó không có thụng thụng như đáy inox, tại vì đáy inox là kẽm nó nhỏ, cũng như là đi nó sẽ lọt vào kẽ chồn, kẽ chân chồn nó sẽ làm mỏng cái lớp da chồn chân chồn đi. Còn cái đáy nhựa thì chồn đi rất là im đó. Thì cái khuyết điểm của nó là gì? Cái khuyết điểm của nó là chung luôn với cái đáy sàn inox đó, là cái chuồng chuồng hương đáy nhựa này nếu như mà anh em không vệ sinh hàng ngày thì anh em không nên làm đó. Tại sao không nên làm? Tại vì á, con chồn nó đi á, đồng ý là nó sẽ rớt phân, nó sẽ sạch, nó cũng sạch tương đối là khoảng 90% thôi, chứ không bằng cái đáy inox. Đáy inox là 95, còn chuồng này là 90% thôi. Nhưng mà nó sẽ có phân dính trên đáy chuồng, cũng như là có những hôm con chồn nó ăn á, nó ăn nó tiêu hóa không tốt bằng mấy bữa trước á, thì đôi khi phân nó sẽ hơi mềm, nó dính lại đó, thì nó sẽ đi dính lên cái đáy chuồng. Nó mặc dù rớt nhưng mà vẫn dính, thì như vậy chung quy nó sẽ dơ. Đó, cho nên á, là cái đáy nhựa này thì anh em vệ sinh hàng ngày thì anh em nên làm. Thì có thể là sáng mình xịt mình vệ sinh cái đáy thôi, còn mình muốn tắm thì tùy chạy thôi. Còn đây mình xịt vệ sinh đáy cho mình tắm luôn. Còn có những anh em nuôi vẫn sáng xịt vệ sinh cái đáy chuồng, xong rồi không có tắm chồn, nhưng mà ví dụ 5 ngày 7 ngày gì mới tắm, thì cái đó là tùy mỗi trại chăn nuôi. Còn mình đây là vệ sinh sàn chuồng chồn cũng như là tắm chồn. Đó thì đây, nó sau một thời gian nuôi nè, anh em thấy không, cái đáy nhựa rất là còn rất là đẹp và mới. Thì cũng có nhiều anh em hỏi thì mình giải đáp luôn, thì đáy nhựa này ưu điểm nó là khi mình xịt nước lên nó rất là mau khô, tại vì nó làm theo kiểu nhô lên chính giữa kẽ sống á, thì nó sẽ mau rút nước, khô nước nhiễu nước xuống đó. Đó là cái ưu điểm đó. Là rồi cũng có nhiều anh em hỏi là con chồn nó có cắn cái sàn nhựa này không, thì mình xin trả lời luôn là nó không có cắn, mà cho dù nó có cắn thì nó cắn cũng không nổi nữa, tại vì cái sàn này nó rất là cứng.
Đó, cái sàn nhựa này là rất là cứng. Cái loại này là để người ta nuôi dê. Cái loại này để người ta nuôi dê chứ không phải là để mình nuôi chồn. Mà chẳng qua là mình thấy nó hay, mình bắt chước, mình về mình làm nuôi chồn thôi. Chứ cái này là người ta sản xuất chiên để nuôi dê nè. Mấy bạn thấy không, nó rất là dày. Đấy, và cái thanh nó cũng rất là cứng nè. Mình dùng tay mình đẩy nè. Đó. Thì nó rất là cứng, cho dù con chồn nó cắn thì cũng không có xi nhê chứ. Có nó lên giống nó quào thì có, thì cũng kệ nó, không ảnh hưởng. Đó, thì cắn là khả năng là không khả thi. Đó, thì đây là mình làm là không cắt kẽ. Đó, tại vì mình vệ sinh hàng ngày. Đó, mình không cắt kẽ. Mình làm theo chuẩn của mình luôn, là sáng là ra vệ sinh. Đó, thì đảm bảo chồn, để chồn sinh sản, lỡ mà sinh quên để ổ vẫn ok. Đó. Rồi sáng thì mình ra mình dội cái chồn chuồng chồn cái là thì phân nó rớt xuống thì nó sạch sẽ thôi, chứ cũng đâu ảnh hưởng gì. Đó. Đây. Đó, còn nó còn dính vậy đó thì khi chồn nó đi thì nó sẽ rớt. Chứ cũng không sao, chỉ có đặc biệt là những con chồn đẻ là phân nó quá to đi là nó sẽ không rớt. Thì buộc mình phải dùng cây mình chọt hoặc là mình xịt. Ở trại mình thì áp dụng chính là xịt, tại vì mình tắm ngoài vệ sinh mà. Cho nên mình xịt bằng nước nó rớt. Ví dụ như cái ổ chồn này thì khi chồn mẹ đi phân ngoài đây đó, thì mình khi mình đem vòi nước lại thì con nó và nó sẽ chạy vô trong cái ổ, nó sẽ không nằm ngoài đây nữa, chạy vô cái ổ. Thì khi đó mình sẽ xịt rửa bên ngoài này nè, ở bên ngoài này mình rửa qua cái thành ổ đẻ, mình vẫn xịt luôn, xịt rửa mình chỉ không xịt thẳng vô cái ổ đó thôi, nhưng mà nó vẫn văng nước vô ổ là chuyện bình thường, không có gì ảnh hưởng hết đó. Thì như vậy chung quy nhiều khi tập được cái sức đề kháng của con chồn con từ trong bụng mẹ nữa. Đó. Đây chồn cái luôn, đây chồn cái. Đó, sẵn quen chồn cái luôn ha, chồn baby cái. Đó. Rồi tiếp tục đây. Đây là làm theo kiểu chỗ ông anh mình là 5-6 ngày mới vệ sinh một lần. Đó, và 1 tháng sẽ phun máy áp lực cao áp một lần. Là cái máy rửa xe máy áp lực á, phun để cho nó sạch cái chuồng. Còn 5-7 ngày ông mới xịt tắm, mình tắm một lần. Thì đó, ông kẻ giống như mình làm ở đây, kẻ giống như cái này. Nó thì cắt bớt một thanh, thì như vậy thì nó sẽ đi rớt khoăn hết luôn, nó không có dính lại, nó rớt hết. Đó, thì làm này thì tốn công. Tốn công là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cũng sẽ rớt đất ăn. Đó. Còn cái khu mà đẻ trong thì ông anh mình ông không có cắt nha. Tại vì khu đó là để nhiều khi quên để ổ, nó đẻ trong bình thường. Nó chỉ cắt là cái khu bên ngoài thôi, cắt từ phân nửa này ra ngoài đây nè, là cắt hết luôn đó, để cho nó đi phân nó rớt. Đó, thì ở đây mình cũng định cắt, mình cắt cũng một mớ đó, nhưng mà mình làm biếng, cũng như là mình thấy cái trại mình không cần thiết, cho nên mình không cắt. Đó, tại vì mình vệ sinh hàng ngày mà, đó, có sự khác biệt đó, cho nên mình không cắt, mình sử dụng thì mình thấy ok, nó sạch sẽ đẹp đẽ. Giá thành nhựa với nóc thì cũng cả cưa nhau, chứ không thằng nào rẻ hơn nào mắc hơn nào quá nhiều. Đó, thì inox thì khoảng 250 mét vuông, nhựa thì khoảng 200 một mét vuông. Rồi video cũng khá dài rồi, xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào một video sau.